danh hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện app tải ngay app danh. Cô xin chào tất cả các em học sinh. Hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu bài củng cố và mở rộng trang 56. Các em hãy quan sát vào yêu cầu trong sách giáo khoa và cùng cô hoàn thành bài học hôm nay nhé. Câu số 1, trang 56. Hãy kể vào vở theo mẫu sau và điền thông tin về đặc điểm của các bài thơ đã học trong bài Gõ cửa trái tim. Vậy thì ở đây cô đã kể bảng sẵn và hướng dẫn cho chúng ta như sau. Các em chú ý quan sát vào trong bảng của cô nhé. Đầu tiên là ở bài thơ Chuyện cổ tích về loài người. Nội dung chính của bài thơ này đó là kể lại một cách sinh động về sự ra đời của loài người. Mọi thứ từ mặt trời, bố, mẹ, mặt bể, con đường, trường lớp đều sinh ra để phục vụ cho những nhu cầu của trẻ em. Qua đó, bài thơ đã bộc lộ tình yêu mến đối với con người, nhất là trẻ em. Trẻ em cần được yêu thương, chăm sóc, dạy dỗ, hãy dành những gì tốt đẹp nhất cho tuổi thơ. Và đặc điểm nghệ thuật ở đây, cô có cột hình ảnh. Đó là trẻ con, mẹ, bà, bố, trường lớp và thầy giáo. Về biện pháp tu từ được sử dụng trong bài thơ đó là so sánh, điệp ngữ, yếu tố kỳ ảo. Về yếu tố tự sự và miêu tả thì cô thấy là trong bài thơ này có sự kể lại sự ra đời của loài người. Mọi thứ từ mặt trời, mẹ, bố, mặt bể, con đường, trường lớp đều sinh ra để phục vụ cho những nhu cầu của trẻ con. Tiếp theo, trong bài thơ Mây và Sóng thì thông qua cuộc trò chuyện của em bé với mẹ, bài thơ Mây và Sóng của Tagore gợi ca tình mẫu tử thiêng liêng sâu sắc, chứa đựng những triết lý giản dị nhưng đúng đắn về hạnh phúc trong cuộc đời. Và các hình ảnh được sử dụng đó là em bé, mẹ, mây và sóng. Về các biện pháp nghệ thuật tu từ gồm điệp ngữ, đối lập, ẩn dụ và nhân hóa. Ở đây cô thấy được là yếu tố tự sự và miêu tả xuất hiện đó là cuộc trò chuyện giữa em bé và những người trên mây, trong sóng, qua đó miêu tả lại hình ảnh thiên nhiên tượng trưng cho mẫu tử bao la. Cô tiếp tục sang câu số 2. Hãy diễn tả nội dung một bài thơ đã được học trong bài Gõ cửa trái tim bằng một hình thức nghệ thuật mà em thích như tranh, truyện, kịch bản hoặc là hoạt cảnh. Thì ở đây cô có một số cái hướng dẫn như sau. Ví dụ như chúng ta có thể vẽ tranh, diễn tả lại nội dung bài thơ chuyện cổ tích về loài người. Như là cô hướng dẫn chúng ta vẽ như sau. Đây là một số bức tranh mẫu của cô. Ngoài ra thì các em có thể sử dụng sơ đồ tư duy hoặc là kể chuyện. Vậy là tiết học hôm nay đến đây là kết thúc. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em trong tiết học tiếp theo nhé. Khóa học về sách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học về sách.